Thưa quý vị, đối với nhiều bạn trẻ, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng không chỉ thu hút bởi những bức tranh vẽ đầy nghệ thuật, mà đây còn là địa điểm để chụp hình mới lạ của giới trẻ tại thành phố, qua đó góp phần thu hút khách đến với bảo tàng trong bối cảnh COVID-19. Hiện tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đang triển lãm Mùa xuân mới, tác phẩm mới với hơn 120 tranh của các họa sĩ chuyên nghiệp và các họa sĩ nhí không chuyên. Những bức tranh giàu cảm xúc với nhiều nét mới lạ đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan. Trong đó có nhiều bạn là sinh viên các trường thuộc Đại học Đà Nẵng, cũng là khách thân quen tại đây. Ngoài ra, nhiều bạn đến Bảo tàng Mỹ thuật để chụp ảnh vì các bạn cho rằng đây là nơi chụp ảnh rất lý tưởng, thể hiện được sự phong cách độc đáo và đầy tính nghệ thuật. Em rất là thích nghệ thuật, bạn bè em cũng như vậy, cho nên là em hay là giới thiệu mấy bạn đến đây để xem tranh với lại ngắm những cái hiện vật được trưng bày tại bảo tàng ạ. Em đến đây mấy lần cũng có check-in và nhìn góc, em thấy có vài góc sống ảo khá là hot đối với các bạn trẻ. Trong thời điểm thành phố thực hiện ai ở đâu thì ở đó, bảo tàng tuân thủ đóng cửa, thì có rất nhiều bạn trẻ đã nhắn tin qua trang Facebook của bảo tàng hỏi khi nào mở cửa trở lại để đến tham quan. Hiện cũng có nhiều bạn đặt lịch để đến review bảo tàng, địa điểm mới dành cho giới trẻ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy các bạn trẻ hiện nay rất yêu thích nghệ thuật, vừa đến thưởng thức nghệ thuật, vừa chụp ảnh lưu giữ nghệ thuật. Từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, xuân Nhâm Dần, thì lượng khách đến với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng có thể nói là khá đông hơn những năm trước đây. Đại đa số là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, họ đến đây tham quan, thưởng thức nghệ thuật. Đồng thời, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cũng bố trí cái không gian để học sinh, sinh viên có thể trải nghiệm về mỹ thuật. Trong thời gian tới, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cũng xác định ngoài phục vụ công chúng nói chung sẽ tập trung vào thế hệ trẻ, theo đó liên tục làm mới các không gian trưng bày cố định và ngắn hạn, chỉnh lý nâng cao chất lượng trưng bày để đáp ứng nhu cầu của công chúng, đồng thời góp phần đưa bảo tàng trở thành một địa điểm văn hóa du lịch độc đáo của người dân và du khách.